Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là cả bảng main của Oppo R821. Và đây là hai cụm khay SIM 1 và khay SIM 2 của Oppo R821. Khi các bạn gặp có lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Oppo R821 không nhận SIM, nhận chập chờn lúc đầu lúc không, quý khách hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Hiện nay Di động Cao cấp.vn đang địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa thay mới khay SIM của Oppo R821 hàng đầu hiện nay. Khi khách hàng gặp có lỗi sự cố liên quan phần khay SIM của Oppo R821, quý hàng vui lòng gọi điện thoại đến đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn cách phục các lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM, liên quan đến lỗi không nhận SIM của Oppo R821 tại Di động Cao cấp.vn. Thông thường thì cái phần khay SIM này rất là khó hỏng, nhưng khi khách hàng dùng khay SIM không đúng chuẩn, chúng ta kéo ra thì cái phần lẫy đồng đây, các bạn thể nhìn thấy phần chân đồng này nó bị gãy, không tiếp xúc thì gây ra hiện tượng không nhận SIM trên Oppo R821. Cũng có thể cái lỗi không nhận SIM của Oppo R821 là do rơi vào nước, do bị chập lỗi IC điều khiển SIM. Lỗi đấy thì gần như là rất ít hiếm gặp. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM của Oppo R821 tại Di động Cao cấp.vn. Khi quý hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của Oppo R821, xin vui lòng liên hệ 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của Di động Cao cấp.vn chúng tôi.